Mọi người, hôm nay thì mình muốn nói với các bạn về cái kế hoạch đọc trong tháng 2 của mình, và mình đã thực hiện đặt ra một thử thách, đó là trong tháng 2 này mình sẽ cai trinh thám, tức là mình sẽ không đọc bất kỳ một cuốn trinh thám nào hoặc là thriller nói chung, mà mình sẽ đọc những thể loại khác. Và cụ thể hơn ý, thì tháng 2 này là tháng sẽ rất phù hợp với việc đọc những quyển sách lãng mạn, và mình lại tình cờ thay có cả một thử thách đọc sách Goodreads Choice của năm ngoái cho hạng mục lãng mạn. Và mình có bao nhiêu quyển nhỉ, mình hình như là tầm 10 quyển gì đấy à. Đấy, thì trong tháng 2 này mình sẽ đọc những cái quyển sách lãng mạn được đề cử cho cái Goodreads Choice Award đó. Và mình đã có nói về những cuốn này trong cái video lập cái TBR cho thử thách đọc sách Goodreads của năm 2020. Và bây giờ sẽ lúc mình thực hiện cái thử thách đó với hạng mục là sách lãng mạn. Còn gì nhở? Mình cũng sẽ đọc cả những cuốn sách nó không thuộc thể loại lãng mạn nữa, ví dụ như có những cuốn khác ở trong cái video TBR đó của mình ý, là mấy cuốn thể loại general fiction chẳng hạn, thì có những cái cuốn như là Such a Fun Age này, rồi Midnight Library, và có mấy cái cuốn đấy đấy, thì mình cũng có thể tiện thể đọc cùng nữa. Ngoài ra thì có cả những cuốn mà nó không phải thuộc cái TBR Goodreads của mình, thì mình có cuốn Lovely War là mình khá là tò mò, bởi vì là ban đầu chỉ thấy em Trương Quỳnh là người đã giới thiệu đến cuốn sách này, và em thấy rất thích cuốn này, và sau đó thì em cà rốt và thỏ đọc và cũng rất thích cuốn sách này, thế nên là mình sẽ cần phải đọc nó xem nó đến mức thế nào. Và mình biết đây cũng là cuốn này là cuốn thể loại mà mình cũng không hay đọc mấy, nên là mình cũng hơi lo một chút. Đây cũng là lúc mà mình bước ra ngoài cái vùng an toàn của mình để thử nghiệm với những câu chuyện lãng mạn lấp đầy cái cuộc sống, có quá nhiều những cái suy nghĩ đen tối, bạo lực, giết người, âm mưu, và thay vào đó là lãng mạn, tình yêu, một chút những cái gì nhẹ nhàng hơn, những cái gì nó không quá nặng nề. Đó là kế hoạch của mình trong tháng này. Mình sẽ không đọc bất kỳ một cái trinh thám nào cả. Mình sẽ cố gắng không đọc một cái trinh thám nào. Mình sẽ cố gắng là đọc những thể loại kia, và để thử nghiệm xem là nếu mình không đọc trinh thám thì mình có chịu được không. Thực ra thì mình cũng hơi lo đấy, bởi vì mình không biết được là cái cơn nghiện này, cái cơn cai trinh thám này nó sẽ kinh khủng đến mức nào. Và mình sẽ làm nhật ký đọc sách liên quan tới những quyển lãng mạn đó. Tháng này là tháng chủ đề về tình yêu đúng không? Tháng về tình yêu thì mình cũng có sẵn một số những ý tưởng cho video về tình yêu, về ngày lễ Valentine rồi. Cũng không có gì quá là độc đáo hay gì cả đâu, nhưng mà dù sao thì đó cũng là những ý tưởng và mình đã có sẵn rồi, nên là các bạn cứ chờ đợi nhé. Đấy là trong suốt cả tháng 2 này, chứ không phải là cứ đến ngày 14 tháng 2 là mình mới đăng gì cả đâu. Nó là trong suốt cả 4 tuần của tháng 12 ấy, à của tháng 2. Đó là những dự định của mình. Thì cái điểm nổi bật nhất chính là việc mình sẽ không chạm vào một quyển trinh thám nào trong tháng 2 này. Có lẽ thôi. Chúng ta cũng không được khẳng định chắc chắn được đâu, bởi vì đọc sách là để vui mà, để giải trí mà, và để xả stress, để thư giãn. Và nếu mình cứ ép buộc mình quá thì làm sao mà có thể thấy thư giãn được. Và đặc biệt là nếu đọc quá nhiều lãng mạn như vậy mà mình không thể chịu được nỗi, thì chắc là mình cũng phải chuyển quay lại với trinh thám thôi ấy. Nhưng mà hy vọng là chúng ta chưa đến cái mức đó. Có thể nói là cái tháng 1 vừa rồi mình khá là stress. Mình rất stress bởi vì mình đã phải tập trung sức lực vào một cái việc vô cùng lớn lao. Và chính vì vậy mà trong tháng 1 này mình đọc tương đối những quyển trinh thám và kinh dị.
Thế nên tháng 2 này sẽ là tháng gọi là để xả hết tất cả những cái đen tối đó đi, những cái kinh dị, những cái trinh thám, cái ám ảnh đó, và để thay vào đấy là những cái nó nhẹ nhàng hơn, nó hồng hào hơn, nó lãng mạn hơn một chút. Biết đâu được, đọc về tình yêu thì chúng ta lại tìm được tình yêu sao? Vậy đó là những gì mình muốn nói trong cái video rất ngắn này thôi, để thông báo cho các bạn tình hình tháng 2 đọc sách của mình nó sẽ là như thế. Và rồi thì chúng ta sẽ kết luận lại, sẽ tổng kết lại sau là tình hình là mình có thực hiện được đúng như cái mục đích đặt ra ở trong tháng 2 này không, hay là vẫn ngựa quen đường cũ. Vậy thì các bạn đã có kế hoạch gì cho tháng 2 này không? Về kế hoạch đọc sách gì ấy? Thì hãy cho mình biết ở phần comment bên dưới nhé. Hẹn gặp lại bạn trên các video lần sau. Tạm biệt.